Giải bóng chuyền vô địch mở rộng huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2019. Trận đấu tranh giải nhất giữa hai đội Bình Hòa và Vĩnh Thanh. Vĩnh Thanh da xanh với trang phục áo đỏ quần đen, nằm bên tay trái và đội tiếp. Đội Bình Hòa da xanh với trang phục áo đen quần đen, nằm ở bên tay phải và đội tiếp. Set 1 của trận đấu bắt đầu. Ở bóng đấu thứ nhất, đội Vĩnh Thanh là đội Việt Giao bóng. Trắng bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 1-0. Tốt. Đặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 1-3. Đặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 1-1. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 2-1. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 2-1. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 2-2. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 2-2. Điểm cho Vĩnh Thanh 3-2. Đặt bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 3-2. Đặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 3-3. Đặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 3-3. Bóng chặt tay trắng ra ngoài, điểm cho Vĩnh Thanh 4-3. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Vĩnh Thanh 4-3. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 4-4. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 4-4. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Bình Hòa 5-4. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Bình Hòa 5-4. Điểm cho Vĩnh Thanh 5-5. Bỏ bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 5-5. Tốt. Điểm cho Vĩnh Thanh 6-5. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 6-5. Đặt bóng không qua lưới, điểm cho Vĩnh Thanh 7-5. Điểm cho Vĩnh Thanh 8-5. Bỏ bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 8-5.
Tốt. Giao bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm cho Vĩnh Thành 9-5. Đội Bình Hòa xin tạm dừng hội ý. Hội lần thứ nhất. Đã hết giờ ý ngoài để trở lại sân tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Vĩnh Thành giao bóng, điểm 9-5. Tốt. Đập bóng tốt. Điểm cho Bình Hòa 6-9. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 6-9. Chắn bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 7-9. Điểm cho Bình Hòa 8-9. Chuyền bóng hỏng, điểm cho Bình Hòa 8-9. Đập bóng ngoài, điểm cho Bình Hòa 9-9. Tốt. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 10-9. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 10-9. Bỏ bóng ngoài sân, điểm cho Vĩnh Thanh 11-9. Bỏ bóng ngoài sân, điểm cho Vĩnh Thanh 11-9. Điểm cho Vĩnh Thanh 12-9. Chắn bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 12-9. Vĩnh Thanh chạm lưới, điểm cho Bình Hòa 10-12. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 13-10. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 13-10. Điểm cho Bình Hòa 11-13. Điểm cho Bình Hòa 11-13. Bỏ bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 14-11. Bỏ bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 14-11. Phát bóng không vào lưới, điểm cho Bình Hòa 12-14. Phát bóng không vào lưới, điểm cho Bình Hòa 12-14. Đó.
chạm lưới điểm cho Vĩnh Thanh 15 12. Bình Hòa chạm lưới điểm cho Vĩnh Thanh 15 12. Điểm cho Bình Hòa 13 15. Chấm bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 13 15. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho Vĩnh Thanh 16 13. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Vĩnh Thanh 16 13. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 14-16. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 17-14. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 17-14. Bóng chặt tay trắng ra ngoài, điểm cho Bình Hòa 15-17. Điểm cho Bình Hòa 15-17. Tốt. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 18-15. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 18-15. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Bình Hòa 16-18. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Bình Hòa 16-18. Đập bóng ngoài sân, điểm cho Bình Hòa 17-18. Đập bóng ngoài, điểm cho Bình Hòa 17-18. Tốt. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 18 đều. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 18 đều. Vĩnh Thanh xin lỗi lần thứ nhất ở ván đấu thứ nhất. Vĩnh Thanh xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất ở xếp đấu thứ nhất. Thời gian hội mời hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu ván đấu thứ nhất trận chung kết. Trận đấu tiếp tục 18 đều. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 19-18. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 19-18. Bóng vào, bóng vào. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Vĩnh Thanh 20-18.
Quá tốt. Đỡ bóng hỏng. Điểm cho Vĩnh Thành 21-18. Đỡ bóng hỏng, điểm cho Vĩnh Thành 21-18. Điểm cho Bình Hòa 19-21. Đặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 19-21. Bóng chạm cột giới hạn. Điểm cho Bình Hòa 20-21. Bóng chạm cột giới hạn, điểm cho Bình Hòa 20-21. Phát bóng ngoài sân, điểm cho Vĩnh Thanh 22-20. Phát bóng ngoài sân, điểm cho Vĩnh Thanh 22-20. Chặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 21-22. Chắn bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 21-22. Đặt bóng lớn, điểm cho Vĩnh Thanh 23-21. Đặt bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 23-21. Lỗi hàng sau bây giờ tấn công. Điểm cho Vĩnh Thanh 24-21. Lỗi vị trí hàng sau không cho cắt bóng. Điểm cho Vĩnh Thanh 24-21. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Bình Hòa 22-24. Phá bóng ra ngoài, điểm cho Bình Hòa 22-24. Các bạn đang xem kênh YouTube NTG Volleyball. Quá tốt. Chắc bóng tốt. Điểm cho Bình Hòa 23-24. Chắc bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 23-24. Điểm cho Vĩnh Thanh 25-23. Kết thúc trận đấu thứ nhất, đội Vĩnh Thanh đang tập dẫn trước với tỷ số 1-0. Kết thúc set đấu thứ nhất, Vĩnh Thanh tạm dẫn trước đội Bình Hòa với tỷ số 1-0. Các bạn xem bóng chuyền vui khỏe hạnh phúc, chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Giải bóng chuyền vô địch mở rộng huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2019. Trận chung kết tranh giải nhất giữa hai đội Bình Hòa và Vĩnh Thanh. Set thứ hai bắt đầu 0-0. Tốt. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 1-0. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 1-0. Đập bóng ngoài sân, điểm cho Vĩnh Thanh 2-0. Đập bóng ngoài, điểm cho Vĩnh Thanh 2-0. Chắn bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 3-0. Chắn bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 3-0.
thật bóng tốt. Điểm cho Bình Hòa 1-3. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 1-3. Bắt bóng trong sân, điểm cho Bình Hòa 2-3. Giao bóng ăn điểm trực tiếp, điểm cho Bình Hòa 2-3. Tập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hành 4-2. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hành 4-2. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 3-4. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 3-4. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hằng 5-3. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hằng 5-3. Điểm cho Bình Hòa 4-5. Bỏ bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 4-5. Điểm cho Bình Hòa 5-5. Điểm cho Bình Hòa 5-5. Tốt. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hằng 6-5. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hằng 6-5. Điểm cho Bình Hòa 6-6. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 6-6. Điểm cho Bình Hòa 7-6. Chắn bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 7-6. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hằng 7-7. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hằng 7-7. Bóng chạm vòng giới hạn, điểm cho Vĩnh Hằng 8-7. Đánh banh chạm cọc giới hạn, điểm cho Vĩnh Hằng 8-7. Phát bóng ngoài sân, điểm cho Bình Hòa 8-8. Phát bóng ngoài, điểm cho Bình Hòa 8-8. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Bình Hòa 9-8. Điểm cho Bình Hòa 9-8. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Vĩnh Hằng 9-9. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Vĩnh Hằng 9-9. Điểm cho Bình Hòa 10-9. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 19. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Vĩnh Hằng 10-10.
đặt bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 10 điều. Chẳng bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 11-10. Chẳng bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 12-10. Chẳng bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 12-10. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 11-12. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 11-12. Đạp lên. Bình Hòa một bóng chạm mặt. Điểm cho Bình Thanh 13-11. Điểm cho Bình Thanh 13-11. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 12-13. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 12-13. Bình Hòa chọn lưới, điểm cho Bình Thanh 14-12. Điểm cho Vĩnh Thanh 14-12. Đặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 13-14. Đặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 13-14. Bỏ bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 15-13. Bỏ bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 15-13. Bóng tốt, điểm cho Vĩnh Hòa 14-15. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 14-15. Điểm cho Vĩnh Thanh 16-14. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 16-14. Tốt. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 15-16. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 15-16. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Vĩnh Thanh 17-15. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Vĩnh Thanh 17-15. Quá tốt. Đặt bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 16-17. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 16-17. Bình Hòa chạm lưới, điểm cho Vĩnh Thanh 18-16. Bình Hòa chạm lưới, điểm Vĩnh Thanh 18-16. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 17-18. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 17-18.
điểm cho Đức Anh 19-17. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 19-17. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 18-19. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 18-19. Điểm cho Vĩnh Thanh 20-18. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 20-18. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 19-20. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 19-20. Phát bóng không vào lưới, điểm cho Vĩnh Thanh 21-19. Phát bóng không vào lưới, điểm cho Vĩnh Thanh 21-19. Tốt. Vĩnh Thanh chạm lưới, điểm cho Bình Hòa 20-21. Vĩnh Thanh chạm lưới, điểm cho Bình Hòa 20-21. Không vào lưới, điểm cho Vĩnh Thanh 22-20. Không bóng không vào lưới, điểm cho Vĩnh Thanh 22-20. Bóng chạm vào lưới hàng, điểm cho Vĩnh Thanh 23-20. Bóng chạm cột giới hạn, điểm cho Vĩnh Thanh 23-20. Phát bóng ngoài sân, điểm cho Bình Hòa 21-23. Phát bóng ngoài, điểm cho Bình Hòa 21-23. Đập bóng tốt, điểm cho Vĩnh Thanh 24-22. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 23-24. Đập bóng tốt, điểm cho Bình Hòa 23-24. Tốt. Điểm cho Vĩnh Thanh 25-23. Kết thúc trận đấu, Vĩnh Thanh thắng tỷ số 2-0. Kết thúc set 2, Vĩnh Thanh thắng Bình Hòa điểm số 25-23 và thắng chung cuộc Bình Hòa. Vĩnh Thanh thắng Bình Hòa 2-0.
Ban tổ chức xin mời các đội chuẩn bị chúng ta nhận giải. Giải nhất thuộc về đội Vĩnh Thanh, giải nhì thuộc về đội Bình Hòa, giải ba thuộc về đội Chợ Mới và đội Vĩnh Nhật. Giải nhất thuộc đội Vĩnh Thanh, đội Bình Hòa giải nhì, Chợ Mới và Vĩnh Nhuận đồng giải ba. Trải qua hai ngày thi đấu thì ba đội thì các đội chúng ta đã thi đấu rất là hết sức mình và đạt được những giải thưởng như sau. Đồng hạng ba đã thuộc về đội huyện Chợ Mới và đội Vĩnh Nhuận. Xin mời hai đội Chợ Mới và Vĩnh Nhuận chúng ta tiến về bàn của ban tổ chức để tiến hành nhận giải thưởng. Ngày đầu hạng 3, Chợ Mới và Vĩnh Nhuận. Của giải thi đấu lần này, xin mời đội Bình Hòa. Xin mời đại diện của đội Bình Hòa chúng ta tiến lên phía trước để nhận giải thưởng. Xin mời anh Nguyễn Văn Tiến trao giải cho đội Bình Hòa. Đội Bình Hòa đạt giải gì? Đội Bình Hòa đã được giải nhì của. Và sau đây chính là đội đã giành được giải nhất vô địch của giải bóng chuyền mở rộng huyện Châu Thành năm 2019 lần này. Xin chúc mừng đội Vĩnh Thanh. Không hết cái đầu mày rồi. Xin trao một tràng pháo tay để chúc mừng đội Vĩnh Thanh đã đạt giải vô địch của giải bóng chuyền lần này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến đã trao giải thưởng cho các đội đồng hành. Okay.
anh kéo đi. Gọi đồng viên vô chụp đi.
Đâu tiêu chân rồi, kêu ngồi đó rồi. Chạy này qua tôi biết hoài nữa. Chị ơi có chụp chụp chỉnh có chụp chụp chỉnh mà tôi mà đâu có chưa có chụp chỉnh nhớ chỉnh lát thì mày đi không giờ mặt xấu quá. Rồi, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn, chúc các bạn vui khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.